Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái tổ chức mới làm công tác xã hội là cái tính thứ nhất rồi, tính thứ hai rồi. Giờ ông ta phải thiết lập cái tính thứ ba. Thứ ba ông ta cho rằng là một cái tổ chức mới thay thế tôn giáo đó là phải có cái đạo đức dẫn dắt tính. Đạo đức dẫn dắt tính là ba cái tính chất căn bản của một cái tổ chức mới thay thế tôn giáo làm cái công tác xã hội. Tức là hấp dẫn rồi, người ta tới rồi, nhưng phải có cái khả năng dẫn dắt người ta. Dẫn dắt người ta ứng xử với cha, với mẹ, dẫn dắt người ta ứng xử với hàng xóm, với làng bên, với nước bên. Chứ giờ nhớt nhát ghê lắm. Nhất là đối với những cái nước khác đó, là sẵn sàng đem bom bỏ, không có cần biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Hình như chiến tranh ở Syria rồi chết cả chục ngàn người rồi. Chiến tranh ở Ukraine cũng chết cả chục ngàn rồi, không cần quan tâm. Tôn giáo mới phải dẫn dắt được cái đạo đức cho xã hội. Trong nước, tỉnh này tỉnh kia, có người từ ở trong nhà cho tới ngoài hàng xóm, cho tới ngoài chợ, cho tới ngoài đường. Nhất là đạo đức xã hội ngoài đường rắc rối ghê lắm. Mới tông nhau một cái là chưa có chuyện gì. Ủa nãy dịnh như nó lạ đề rồi. Đạo đức dẫn dắt tính phải có của một cái tổ chức thay thế cái tôn giáo. Vâng. Và đó là ba cái chức năng, ba cái đặc tính. Và để thực hiện ba cái chức năng, ba cái đặc tính này, thì ông Com ông mới thiết định ra những cái dàn giá, tức là dàn giá nhân sự, rồi hệ thống giáo dục, rồi cơ sở vật chất. Đã làm cái chuyện gì xã hội là phải có nhân sự làm mới được, thì ông mới thiết lập ra cái dàn giá nhân sự. Dĩ nhiên là không phải linh mục, không phải là giám mục, không phải là mục sư, không phải là ông sư, không phải là bà sư, sư chị, sư em là không có. Ông chuyên về ngành khoa học mà, nên ông vẫn thiết lập cái dàn giá nhân sự để thay thế cho cái gọi là dàn giá nhân sự lỗi thời, lỗi mốt, không phù hợp với khoa học của tôn giáo cũ. Thứ hai là phải có hệ thống giáo dục, phải trường lớp từ nhỏ, học cái gì, về nhà, về cái trung tâm của ổng thì sẽ được hướng dẫn chuyện gì, tuổi thơ rồi tuổi chớm trưởng thành, rồi tuổi trưởng thành vân vân. Phải có một hệ thống giáo dục, rồi phải có những cái cơ sở giáo dục của trường, phải có lớp, phải có nhà thờ, phải có vân vân, để làm công việc mà ngày xưa tôn giáo đã làm cho xã hội. Và ông ta đã làm một chuyện mà người Việt Nam mình xưa nay hay nói đó, là bình, bình thì bình cũ, rượu á thì rượu mới. Ông ta đem cái tổ chức cũ ra, ông mới soạn lại, ông đưa vào cái nội dung mới. Và khi mà đưa vào nội dung mới á, thì ông ta cũng phải có cái đối tượng. Không lẽ mời người ta tới, rồi mời người ta ngồi rồi dẫn dắt người ta, nhưng mà nó phải có cái gì để người ta cầu nguyện, phải có gì để người ta làm lễ, chứ đâu phải là một cái trường của khoa học kỹ thuật hoặc trường khoa học xã hội nhân văn hoặc là trường gì vô cái dạy liền, thì nó mất cái tính gọi là cái tính là hấp lực đi. Cái vấn đề cầu nguyện luôn luôn người ta trong nhà, người ta luôn luôn có vấn đề là vui buồn sướng khổ, người ta cũng có cái ước vọng nào đó, người ta có một giấc mơ nào đó, thì để đáp ứng được cái ước vọng, cái giấc mơ, cái ước vọng phụng thờ, cái ước vọng tôn kính của xã hội, thì người ta mới thiết lập ra một cái dàn gọi là dàn lễ lược suốt một năm, tháng giêng mấy lễ, tháng hai mấy lễ, cho tới tháng 12 là bao nhiêu lễ, và đối tượng của những cái lễ đó thì ông ta mới đem sách ra. Đối tượng là ai? Mình thì có Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Kim Cang, Bồ Tát Liên Hoa Sanh, Bồ Tát cũng
cả vô lượng vô số Bồ Tát mặc sức mà sắp. Thì ông ta nói cái đó là lỗi thời rồi, lỗi mốt rồi. Cái tiêu chí của ổng là tợ bọc đựng cái đó, tợ thị nhi phi. Mấy cái ông Bồ Tát đó có vẻ tợ thị nhi phi quá. Bồ Tát Phổ Hiền có vẻ tợ thị nhi phi quá. Không biết lịch sử của ông ta, mình có thể cái đó là dựng lên, chứ hồi thời Phật đâu có. Thời đồ, thời 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 Phật vân vân vân, có nhiều cái vị mà thần thánh thần phổ bây giờ nó không có trong cái danh sách thần phổ của thời Phật. Danh sách thần phổ của thời Phật chỉ có Phật là thập đại đệ tử thôi. Còn giờ bài ra thêm mấy chục đệ tử nữa rồi, vô lượng vô số Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới nữa. Nên ông ta nói cái đó là tợ thị nhi phi, phải xác định, phải xác thực, phải thực chứng, và ông ta mới lập danh sách của những nhà khoa học. Đặc biệt là những nhà khoa học thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Ông này rồi ông mới lừa cái danh sách đó ra. Ông mới sắp vô từng tháng, tính vô ngày sanh hay ngày tử của ông đó, để làm ra một cái hệ thống gồm những cái người tiên phong trong công cuộc thúc đẩy kiến thức, tri thức, nhận thức của xã hội, giúp cho xã hội tiến từ cái thế giới mông muội tiến lên cái thế giới bây giờ hiểu biết nhiều. Thì ông mới lập danh sách những nhà khoa học có công khai sáng cho nhân loại để giúp nhân loại tiến bộ. Đó, tức là thần phổ theo kiểu đa thần của cái ông, tức là con. Và mỗi lần mà tới trong tháng đó thì phải làm lễ ông thần đó. Ông thần đó có thể là ông thần Heracles, hoặc ông thần Pythagore, hoặc là cái ông thần Phirocity, hoặc là ông thần là Archimedes, hoặc là ông thần tên là Newton, vân vân. Ông cứ đem hết mấy ông thần mà thúc đẩy cái tiến bộ nhận thức của con người, ông mới làm lễ. Dĩ nhiên là cũng phong phú lắm, không thua mấy ông thần của mình đâu. Và kế tiếp, nhưng mà cũng phải có một cái ông thần chính. Cái ông thần mà gọi là cái ông thần chính cũng của mấy ông thần này, phải có một cái tôn giáo. Thường thường nó phải có cái biểu tượng của tôn giáo đó, có cái tối tôn tối thượng của tôn giáo đó. Chứ ông nào ông cũng có cái hay, rồi ông nào cũng có cái dở. Ông Newton ông cũng có cái dở của ông Newton. Ông Heracles ông cũng có cái dở của ông Heracles. Ông Pythagore cũng có dở ông Pythagore, vân vân. Ông nào ông cũng có cái hạn chế, mà có thể là hạn chế trong khoa học, có thể hạn chế trong đời sống, hoặc có hạn chế trong đạo đức. Vì vậy phải xây dựng một cái ông không bị hạn chế. Cái đó là cái rắc rối trong cái cuộc trần gian vốn là bất tròn, bất toàn này. Và ông xây dựng như thế nào? Chúng tôi gọi là đối tượng phụng thờ chính. Và cái đó chúng tôi gọi là một dạng nhất thần giáo. Và dùng cái chữ là đại nhân viết hoa. Cái chữ mà đầu tiên mà nảy ra trong cái suy nghĩ tư của chúng tôi là đại nhân viết hoa. Đại nhân viết hoa. Từ cái thế giới mà vô hình, không có kiểm chứng được, không có thí nghiệm được, không có rờ được, không có thấy được, tai không nghe được, thì em muốn xây dựng một cái gì lột hết cái thần bí ra, lột hết cái sự linh thánh ra, lột hết cái sự che chắn ra, sáo ngữ ra, để có một cái ông để làm đối tượng chính. Thì ông ta dùng cái từ là đại nhân, mà đại nhân chắc là phải đại nhân viết hoa. Và cái chữ đại nhân đó đã kéo cái đối tượng thờ cúng từ trong cái thế giới siêu hình, thế giới siêu tướng, thế giới tầng 2. Nên nhớ, có vụ tầng 1, tầng 2 nữa nha. Ông Com, ông đồng ý với quan điểm là không có tầng nào hết. Nên nhớ như vậy đó. Không có ông Thượng Đế nào từ trên cái tầng cao thò tay xuống tầng của mình hết. Thế giới này chỉ có một tầng duy nhất. Tầng đó là tầng mình đang sống. Vì vậy mà phải kéo ông thần từ cái thế giới tầng đó xuống cái tầng này. Và khi mà kéo xuống được như vậy á, thì xây dựng cái gọi là đại nhân viết hoa. Thì đại nhân được hiểu là gì? Tức là chính con người. Cái này trong đạo Phật cũng có. Đạo Phật cũng tin vào cái ông thần, ông thánh từ trên cái cõi Phật, tiên, hiền, thánh.
từ cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, cảnh giới của Tây Phương Tịnh Độ, cảnh giới của Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bình Đẳng Tánh Niệm Không Tranh Vô Tánh Niệm, đúng không? Nhưng mà thờ mấy vị đó một thời gian rồi á, thì mấy ông thiền sư, mấy ông cũng cảm thấy không đầy đủ. Ông nói thờ chính cái bản tâm mà mình đang có, cái bản tâm, cái Phật tánh đang ngự trị trong lòng của mình. Con người chính là cái đối tượng cần phải quan tâm, chứ đừng quan tâm mấy em kia. Con người là chính là người cứu độ cho mình. Và sự thật, tưởng là mới mà là cũ, từ thời trong thời kinh Tạng Nguyên Thủy, trong kinh Pháp Cú là cũng đã nói chuyện đó rồi. Nương tựa nơi bản thân, hay xem bản thân là cái hòn đảo hay gì đó, hay là cái gì đó để mà mình nương tựa, quay về nương tựa tam bảo tự thân, chánh niệm là bộ cái nào bắt đầu đi lang mang qua cái thế giới khác rồi đó. Tức là phải quay về bản thân của con người, thờ phụng cái bản thân của con người, chứ đừng có quay ra. Tức là bục trong nhà gì đó, đừng có cứ lo tìm kiếm, mà cứ lo tìm kiếm bục ở ngoài. Hu gì, thu tầm mít gì đó, phải không? Thì ông Khom, ông cũng chủ trương như vậy, quy trở về con người. Và con người đó, con người đại nhân. Con người đại nhân là con người thế nào? Tức là con người tự biết nương tựa nơi chính mình. Đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất. Con người tự biết nương tựa nơi mình, không phải là một cái dạng con người cá nhân chủ nghĩa, duy ngã chủ nghĩa, mà là một con người đại thể, chứ không phải là con người cá nhân, mà là con người đại thể. Nó là tổng hợp những cái tinh hoa của con người, những cái phẩm chất của con người, những cái đức hạnh của con người, những cái trí tuệ của con người. Thì đó chính là con người đại nhân viết hoa. Đó là cái gọi là cái thần của xã hội. Đó là cái linh của xã hội. Đó là cái gì? Gọi là cái gì cũng được, nhưng đại thái là đó là cái tổng thể xã hội, trong đó gồm nhiều con người, nhưng mà không có con người nào là con người đó. Cái này cũng hơi khái niệm, nó hơi rắc rối. Không có con người nào là đại nhân, mà đại nhân nằm trong tất cả con người. Thì thôi tạ, đại khái là em cứ tạm hiểu như vậy đi. Rồi sau này khi nào mà nghiên cứu sâu hơn á, thì mình tìm cách mình hiểu nó tốt hơn. Thì đó chính là cái thần phổ dạng nhất thần giáo của con. Và sau cái dạng nhất thần giáo, đối tượng tôn thờ đặt lên bàn thờ rồi, thì phải có cái người dẫn dắt mà hằng ngày nữa chứ, phải không? Thì có cái nhóm gọi là nhóm nhân sự của ông ta, mà trong nhóm sự người ta phải có ông thủ lĩnh nữa chứ. Chứ không có nhóm nhân sự nào không thủ lĩnh mà chạy được. Có thể chiếc phi cơ có 500 người, cái chiếc xe có 50 người, xe to 70 người, nhưng mà phải có ông tài xế thôi. Chứ không thể nào nói rằng là 50 người, 70 người, 500 người là không cần tài xế, không cần phi công, không cần thuyền trưởng. Thì bây giờ cái người thuyền trưởng là ai? Tên khác của ông đại giáo chủ thôi. Thì ông ta tự xem mình là ông thuyền trưởng, và tự xem mình là giáo chủ, với cái chữ mà ông ta thường dùng là nhân loại thượng giáo sĩ. Đó là ông ta là giáo sĩ thôi, giáo sĩ cao thôi. Mà đối tượng tôn thờ bây giờ là nhân loại. Những cái gì tinh hoa nhân loại, tốt đẹp nhất của nhân loại, đạo đức nhất của nhân loại, hiểu biết nhất của nhân loại, thì ông ta là nhân loại thượng giáo sĩ cho cái tổ chức mới của ông ta. Hay từ ra một cái nhà mà khoa học, nhà nghiên cứu xã hội, ông ta tự nhiên trở thành giáo chủ, trở thành ông giáo hoàng cho cái tổ chức mà ông ta xây dựng. Và bây giờ thêm một cái vấn đề thứ hai, chúng ta thấy một cái dòng tu có thánh bản mệnh, thành dòng tu San Francisco cũng có thánh bản mệnh, dòng tên cũng có thánh bản mệnh, dòng Chúa Cứu Thế cũng có thánh bản mệnh. Cái dòng tu nào cũng có thánh bản mệnh của cái dòng đó. Và ông ta sống trong cái bầu không khí như vậy, nên ông ta cũng phải tìm cái ông thánh bản mệnh chứ.
thật sự mà nói trần thịt không, nó tự nhiên nó cũng không có sức thuyết phục, rồi nó cũng có sức thuyết phục, nó không có sức lôi cuốn, nó không sức lôi cuốn thì không có dẫn dắt được đạo đức. Thế làm ta mới có một thánh bản mệnh, có một vị thánh bản mệnh, các vị đáng đón lại chưa? Ông ta có một vị thánh bản mệnh, thay vì có một ông thánh bản mệnh, đó là nơi Mỹ rồi đó, chính là đặt lên, okay, chính là một cái người có tên là Clotilde de Vaux. Và Clotilde de Vaux chính là cái vị thánh bản mệnh của cái tổ chức mà ông ta khai sáng. Như vậy nên chúng tôi nói là cái mối tình vừa tuyệt vọng mà vừa linh thánh là như vậy. À, được rồi. Và chúng tôi có hứa là quay trở lại cô nương này một chút á, là bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái lời hứa rồi. Tức là Votin de Vo chính là thánh bản mệnh của cái tổ chức vừa tôn giáo, vừa khoa học, vừa xã hội của ông Com, Auguste Com. Và khi mà thiết lập như vậy á, thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái viên gạch để xây dựng cái tòa nhà tôn giáo, xã hội, khoa học. Đầy đủ những cái yếu tố để xây dựng cái tòa nhà tôn giáo, xã hội và khoa học. Và khi mà đầy đủ yếu tố như vậy á, thì bắt đầu đi vào hoạt động. Cái chuyện gì cũng vậy, xây xong phải đưa vào hoạt động, làm cái xe, làm cái tàu, rồi phải để cái tàu xuống nước chứ, phải đưa xe từ xưởng mà ra ngoài công lộ chứ, cất đâu được. Thì khi mà ông đưa ra ngoài công lộ thì chuyện gì xảy ra? Khi mà ông đã đẩy cái chiếc tàu của ông ta xuống nước, xuống sông, xuống biển, xuống đại dương rồi đó, thì chuyện gì xảy ra? Chữ thật mới xây dựng, cái chữ này ám ảnh với mọi người là không có vốn. Cái vấn đề đó là muôn đời muôn thở khởi nghiệp phải vậy thôi. Ông ta sống phải thuê một cái gác xếp trên một cái tòa nhà tồi tàn ở Ba Lê. Ví dụ cái nhà tòa nhà vậy nè, thì ai ở cao sang thì ở dưới này, tầng tầng lớp lớp dưới này. Còn ông ta là thuê ngay chỗ này nè, chỗ ông ta ở đây nè, thuê chỗ đó để ông làm cái gọi là cái tổng bản doanh của ông ta. Và câu chuyện kể rằng con người cũng lạ, người ta tìm đến, dân chúng người ta tìm đến, rồi người ta cũng chịu khó leo cầu thang, leo lên đây để gặp cái ông mà gọi là một cái tổ chức mà không biết nó là khoa học, không biết nó là xã hội học hay là tôn giáo. Và ông ta là người bị vùi dập trong cuộc đời, thất bại từ hồi nhỏ, 3 lần bị đổ vỡ, một cuộc tình đầy nước mắt và thương đau, mồ hôi nước mắt. Rồi cuộc tình thứ hai là thất vọng tràn trề. Vì vậy con người ông ta là không phải là người dễ chịu. Và kết quả là sao? Ông ta bắt những người mà theo ông ta đó sống theo một cái trật tự, một cái giới điều cực kỳ là khó chịu, khó khăn. Tức là răm rắp, kêu đi sao phải đi như vậy, kêu đứng là phải đứng, kêu quay phải là phải quay phải, kêu lui là phải đi lui. Và hành xử trong đời sống cũng vậy. Thí dụ như có những người họ lên đây thì ông rửa tội cho. Và có những người lên đây họ ông làm cái lễ bí tích kết hôn cho. Mà ông nói rằng một khi mà tôi đã làm lễ bí tích kết hôn á, là cấm ly hôn. Tức là làm gì hay giết nhau cũng được mà không được ly hôn. Điều lạ, trong cuộc đời này có những cái điều lạ. Cái dạng tôn giáo kỳ cục vậy, nó nửa thầy nửa thợ, nửa khoa học nửa xã hội học, nửa tôn giáo vậy, sống được cho tới bây giờ. Và con người ta khó vậy mà ta vẫn theo. Thành ra ai mà có bị khó chút đỉnh đừng sợ, cũng có người thích khó theo vài bữa nó mới bỏ. Và người ta theo cho tới bây giờ vẫn phát triển từ nước Pháp. Cái nhà này ông thuê ở Paris, nó phát triển ra nhiều cơ sở khác nhau.
Vì người ta nhận ra hôm nay ông có cái tinh thần chăm lo cái đời sống của tín đồ. Con người sống trong xã hội vốn là lạc lõng, vốn là thiếu sự yêu thương. Ông có sự yêu thương thật sự, ông có sự chăm lo thật sự, mặc dầu ông hơi khó một chút, không sao. Và cái chuyện đó nó diễn tiến, chúng tôi gọi là sức sống kỳ lạ vượt phạm vi nước Pháp và mạnh nhất là ở Brazil cho đến ngày nay. Nếu mà các vị là người mà thích hiếu kỳ, người thích tìm tòi, chứ mấy cái vị mà đi học xong về quăng con tập đó đi chơi bóng bàn hoặc là đi làm chuyện khác thì chúng tôi không nói. Nếu mà các vị nào còn có tính hơi còn tuổi trẻ thì có thể vô cái trang mạng tên là Church of Positive Science. Church of Positive Science. Đây là giáo hội của ông nè. Church là giáo hội. Giáo hội là gì? Giáo hội khoa học. Khoa học có gì? Khoa học thực. Thực chứng. Gọi là, chúng tôi gọi đó là giáo hội khoa học thực chứng. Giáo hội khoa học thực. Và cái đối tượng mà của cái giáo hội này thờ đó là đại thể đại nhân giáo. Chúng tôi dịch đó là giáo hội khoa học thực chứng. Với cái đối tượng tôn thờ là đại thể. Thay vì mình thờ Bổn Sư Thích Ca, ông giờ thờ cái một cái vị tên là đại thể đại nhân. Lấy đại thể làm trọng, đại thể đại nhân, là đại có thể là chữ giáo nữa, đại thể đại nhân giáo. Trong cái đại thể đại nhân giáo này nó có cái giáo hội gọi là giáo hội khoa học thực chứng. Và nếu các vị mà đánh trên internet đó, thì sẽ thấy những cái cơ sở rải rác nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ chúng ta sau kể chuyện sau khi anh ta chết chuyện gì xảy ra? Sống làm giáo chủ cũng chết thôi, hay là đừng lo chuyện chết. Chuyện sống thì lo, chuyện chết nhiều khi cũng khỏi lo, tự động nó chết à. Và sau khi ông ta chết thì có một cái hiện tượng xảy ra. Những người đệ tử đầu tay, tạm gọi là thập đại đệ tử đi, vỡ mộng. Tại sao họ vỡ mộng? Tại vì họ tin vào cái tính chất là khoa học, đeo đuổi khoa học, đeo đuổi thực chứng. Và một cái cuộc cách mạng lớn trong tôn giáo, với một tôn giáo trong đó lấy khoa học, lấy thực chứng làm cái tinh hoa, làm cái tinh yếu. Cái yếu tố tôn giáo nó mờ nhạt, nó chỉ làm cái để mà làm nền, để mà làm phù gia phụ trợ. Trong khi cái khoa học, cái thực chứng mới chính là cái cốt lõi. Thì khi mà đưa cái chiếc thuyền tôn giáo vào trong dòng đời thì hai cái yếu tố này lần lần nó bị mỏng lần lần. Thay vì chữ B thật là to, thay vì chữ S thật là to, từ từ nó nhỏ lần lần, từ từ nó nhỏ lần lần, từ còn có chấm chữ S thì cũng nhỏ lần còn có chấm. Tức là tạo thành cái chợ chấm chấm, chứ không còn cái chợ. Mang cái tính chất khoa học, mang cái tính chất thực chứng nữa. Vì vậy dĩ nhiên là còn chứ không phải không, mà còn ít. Còn chứ phải còn ít. Và vì vậy mà 10 người đệ tử này bỏ đi, thất vọng bỏ đi, rời khỏi cái tổ chức, rời khỏi cái giáo hội. Nhưng những người đệ tử khác tiếp quản và thực hiện công việc của một giáo hội. Nào là giải đáp tất cả mọi chuyện, nào là lo ma chay, rồi lo coi kiết hung, rồi lo chuyện cưới gả, rồi lo chuyện dỗ quải, rồi lo chuyện tuần thất, rồi lo chuyện giải xuôi giải hạn,
Rồi thành ra mấy người mà họ tin vào 10 người đệ tử đầu tiên nè, họ tin vào cái tôn giáo này sẽ là con một cái tôn giáo đi theo hướng khoa học, đi theo thứ hướng chứng. Nhưng rốt cuộc đi coi bói, coi bài, xem sao giải hạn, coi kiết, coi hung, coi xây cửa, xây nhà, coi xây mồ, xây mã, rồi cái dỗ, rồi quải, rồi vậy thì khoa học chỗ nào? Và không khoa học chỗ nào thì có những người không khoa học chỗ nào họ theo và họ tiếp quản cái tôn giáo đó và tiếp tục hoạt động cho tới bây giờ. Thì đó là tình trạng sau khi ông Khom ông qua đời. Như vậy chúng ta sẽ đi sang cái số gọi là số 4 là mà. Ủa? 6 hả? 6 sao mà viết đây số 4 rồi? Số 6 là cái chữ y phía sau đúng chưa? Viết y phía trước. Rồi 6 là mà. 6 là mã là chữ giống như chữ VIV vậy đó, giống như chữ Việt Nam vậy đó, số 6. Để lại sửa lại. 6 là mã là chuyện gì? 5 là mã là chuyện gì à? À, tôn giáo mới. Rồi 6 là mã sẽ là những đóng góp và sức ảnh hưởng của Khom cho ngành tâm lý học và ngành xã hội học. Những đóng góp và sức ảnh hưởng của Khom cho ngành xã hội học và ngành tâm lý học. Ông này, cuộc đời của ông là vô cùng hoành tráng như vậy đó, thì ông có đóng góp cái gì? Thì người ta cho rằng ông ta chính là đầu nguồn của cái ngành học là ngành xã hội học. Cụ thể là nó phát xuất từ nước Pháp, truyền thống của nước Pháp. Chúng ta quen làm quen với ông Hume rồi. Chúng ta mới bắt đầu làm quen với ông Khom. Giờ quen rồi nha, mai mốt hỏi ông Hume là ông nào, ông Khom nào, mà các vị nói tôi không quen là không được nha. Và ông Hume này là ông xuất phát, cái địa điểm địa lý của ông là nước Anh, gọi là Liên Hiệp Anh. Thủ đô là London. Còn ông Khom này là địa điểm xuất phát của ông là Pháp. Thì cho tới bây giờ Anh và Pháp vẫn là hai cái trường phái triết học khác nhau. Bên Anh họ chủ trương nghiêng về tư duy và tâm lý, tư duy biện luận và tâm lý. Bên Pháp đại diện là ông Khom chủ trương về xã hội, nghiêng về xã hội, nên là nghiêng về thôi. Và riêng ông Khom này ông vừa đóng góp cho xã hội mà vừa đóng góp cho tâm lý học một cách rất là đáng kể. Ông được xem là gọi là tổ khai sáng, của dạng tổ khai sáng của ngành tâm lý học, của ngành xã hội học. Mà thừa kế của ông ta thì có ông những người như là ông Karl Marx, tức là ông tổ của ông chủ nghĩa cộng sản á, chuyên về xã hội học. Ông Karl Marx cũng quan tâm cái sự vận hành, cái cục diện của xã hội. Và ông Sigmund Freud, tức là cái ông tổ của cái ngành tâm lý học, nhưng mà phải nói là sơ tổ thì vẫn thuộc về ông Khom. Đó là rồi có một ông nữa là ông Emil Durkheim. Thì những ông này á, chúng ta sẽ gặp ông Karl Marx, chúng ta sẽ gặp ngay cái bài kế. Nhưng mình nhớ là ông Karl Marx, ông đã nhận sự ảnh hưởng của ông Khom về sự quan tâm đối với xã hội. Và ông Durkheim và cái ông Freud, nhà tâm lý học người Đức, đã tiếp nhận cái sức ảnh hưởng của ông Khom. Thì đó là về về xã hội học và tâm lý học. Riêng về tâm lý học thì chúng ta phải quay trở lại cái tiến trình của nhân loại. Xã hội học thì chúng ta thấy rồi, ông tạo ra luôn cái tổ chức đa diện, chúng ta gọi là tổ chức tam diện đó. Tam diện là tức là ba diện tức là ba mặt. Mặt thứ nhất là khoa học, mặt thứ hai là xã hội học, mặt thứ ba là tôn giáo. Tạm thời vậy đó, chứ nhưng rút cuộc rồi cái diện tôn giáo nó lên làm thống lĩnh
chuyện đó là chuyện sau này. Ban đầu là khoa học là thống lĩnh, mà sự thật là khoa học nó phát xuất từ cái tình trạng của xã hội học thống lĩnh. Và yếu tố thứ ba trong cái tổ chức tam diện của ông á, tam diện là ba mặt của ông á, là tôn giáo. Thì đối với cái ngành sự ảnh hưởng của ông Com đối với ngành tâm lý học, thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện gì xảy ra. Thấy từ trong cái gọi là chủ nghĩa tiến tới, học thuyết tiến tới. Học thuyết tiến tới của ông ta gần có 3 giai đoạn: A, B và C. A là thần học, gồm có cá tiểu linh, đúng chưa? Bình voi, ông táo. Rồi tới đại linh là thần mưa, thần sấm. A này, A là một, rồi đại linh nè, thần mưa, thần sấm, tức là đa đại linh gì đó ha, đa đại linh, đa đại linh, thần mưa, thần sấm, thần giông, thần gió, thần gì đủ thứ thần đó, mà thứ dữ có mối liên hệ nhau, ông này có quen với ông kia. Còn hồi cá tiểu linh này là bình voi, nó không quen với ông táo không quen với con chim chào màu, con chim chào màu không quen với con gà gô loa, con gà gô loa không quen với cái con chim đại bàng của Mỹ, con chim đại bàng của Mỹ cũng không hề quen với coi cái ông gì, con rồng của Trung Quốc. Cá tiểu linh, đa đại linh là thần mưa, thần sấm, thần chớp, thần bão, thần nó trùm hết thiên hạ, ảnh hưởng toàn cục. Và cái cuối cùng là gì, độc tổng linh hay gì đó, nhất tổng linh. Kế tiếp là quyền học, hay còn gọi là siêu hình học. Kế tiếp là cái thứ của ông mới tạo ra, là vừa tôn giáo mà vừa khoa học mà vừa thực chứng hay vừa xã hội học, thì đó mình không khỏi nói. Thì theo cái nhìn của những cái vị triết gia tiền bối, thì con người cứ tiến như vậy, tiến lên tới cái chỗ mà tuyệt đỉnh của khoa học, toàn bộ khai sáng khoa học. Theo ông Hume thì lúc tới lúc lui, nhưng mà theo cái ông Com thì chuyện gì xảy ra? Về phương pháp khác nhau. Phương pháp á, thì những cái ông tiền bối của ông Com dùng cái mắt quan sát ra bên ngoài, đọc tư liệu, quan sát bên ngoài, phỏng vấn để suy luận ra cái khung tiến hóa tiến bộ. Ông Com ông dùng cái phương pháp nhìn vào bên trong và kết hợp với nhìn ra bên ngoài. Chỗ lợi hại của ông Com là như vậy. Tại sao ông có khả năng nhìn vào bên trong? Đây là một cái điều mà cũng thí thú vị. Đơn giản, tại vì ông khùng. Nhớ là ngay từ đầu chúng tôi đã giới thiệu cái ông Com là ông khùng chưa? Ông khùng điên. Ông đó là cái ông gọi là bị cái chứng nhựa cơ gì, nhũng cơ. Và trong cái khùng điên, trong nhũng cơ của ông đó đó, thì ông ấy đọc vị diễn tiến trong tâm thức. Ông là một nhà khoa học xã hội học, khoa học xã hội học, nhưng mà bỗng nhiên ông có cảm giác ông đang trở về cái thế giới của siêu hình học, tìm ra những nguyên lý vận hành cuộc đời của vũ trụ. Rồi ông sống trong cái thế giới này, trong cái cơn điên của ông đó, ông bị thoái hóa. Đáng lẽ tiến hóa là phải tiến về phía này mới tiến nè, tiến này về là thoái nè, bị thoái hóa. Rồi khi mà ông thoái hóa hơn nữa, ông mới trở về, ông sống trong một cái tâm trạng của cái người nhất tổng linh. Ông xem là phải có ông thượng đế, ông che trời, phải che đất, phải chở, ông thượng đế ông cai quản, ông thượng đế ông sáng tạo, ông thượng đế ông giải thích, ông thượng đế ông vui buồn, ông thượng đế ông phẫn nộ. Rồi ông cũng thoái hóa một lần nữa, từ nhất đồng tinh linh này ông trở về, ông sống trong cái tâm trạng của người tôn thờ những cái mang cái tính chất là đại gì đó, đa đại linh. Nhưng mà rồi không thoái hóa tới chừng đó,
ông trở về tuổi thơ của nhân loại, nên nhớ cái này là tuổi thơ của nhân loại. Ông sống tâm trạng tuổi thơ của nhân loại, tin vào những cái chuyện ba vơ ba vững cũng tin. Và ông nói, ủa sao mình là nhà khoa học mà lại tin bình vô là sao, mà giờ mình điên cái mình tin vậy? Ông tin rằng cái bình vô mà đem lên thờ thời gian nó cũng linh. Và vì vậy ông đọc suốt cái quá trình điên loạn của ổng để ổng cảm giác á, ổng cảm nhận rằng tại sao mà mình lại tin cái bình dôi, rồi sao tin bình dôi, sao lúc trước mình tin cái đại linh mà sao tin bình dôi, mà lúc trước mình tin là nhất tâm linh mà giờ mình tin vào cái đại linh, lúc trước mình tin vào là những cái nguyên lý để mà vận hành của khoa học nó không có mang tính chất là cá nhân hay là không chất ý chí, thì bây giờ mình tin vào những thứ này. Thay tại giờ mình tin vào cái khoa học thực chứng mà sao giờ mình không chịu tin vào cái khoa học thực chứng nữa, mình tin vào một đám hổ lốn kia. Thì ông đi trở về những cái thông tin, những cái diễn tượng, những cái ảo ảnh, những cái gì của ông trong lúc ông điên, ông mới vẽ ra nguyên cái hệ thống phát triển từ trong cái trải nghiệm cá nhân. Thì đó là cái phương pháp tiếp cận vừa bên trong vừa bên ngoài để tạo cái nền tảng. Sau này ông Freud, sau này ông Sigmund Freud hoặc là ông Jung gì đó mới đặt cho toàn bộ cái này thành làm cái tên chung. Cái tên chung đó thì họ đặt tên là không còn gọi là trí thức nữa, không còn là ý thức nữa, mà đặt tên chung là tiềm thức. Nguyên cái khối này trở thành tiềm thức. Và ông Com ông cho rằng con người ta dù cho sống một cách trong một thế giới khoa học, tư duy khoa học, nhưng nguyên cái tiềm thức còn y nguyên. Trong cái tiềm thức con người còn y nguyên cả một cái quá trình tiến hóa về mặt tôn giáo, về mặt đạo đức, về mặt trí tuệ của loài người. Đó là đóng góp rất lớn cho ông Com, của ông Com về ngành tâm lý học. Như vậy chúng ta đã đi đến cái đoạn chó của cái bài triết học tôn giáo, nói về một nhà triết gia mà theo chúng tôi là nhiều chuyện để nói nhất. Và chúng ta cũng đã may mắn là có cái thời gian buổi sáng để nói hết câu chuyện của ông Com trong cái hành trình từ cái tuổi thơ với những thất vọng đầu đời cho tới cái khi mà ông ta qua đời và những cái đóng góp của ông ta. Xin được cảm ơn các vị đã chịu khó theo dõi. Bây giờ chúng ta còn khoảng thời gian, đúng chưa? Một là sử dụng để qua bài mới, hai là chúng ta ngồi nói chuyện chơi và đặt những câu hỏi mà các vị có thể có thắc mắc trong những cái bài trước tới bây giờ. Dạ, chúng ta qua bài thứ ba đi, em thẳng là khi mà gần thi đó thắc mắc vừa luôn, đúng chưa? Dạ, chúng ta qua bài thứ ba. Ủa, xin bài kế chứ đâu phải bài thứ ba. Cấp ba là sao? À, tiếp. Chưa thứ ba. Rồi. Bài kế là bài Karl Marx, tôn giáo là sự ấp bức. Xin cảm ơn. Tức là cái trước khi mà chủ nghĩa cộng cái triết học gọi là triết học cộng sản hay là xuất hiện, thì toàn bộ cái thế giới này nằm trong tay của chủ nghĩa tư bản. Từ cái hạ tầng cơ sở cho tới cái thượng tầng kiến trúc. Thì đó là cái sự thật. Quay trở về tuổi thơ của bản thân chúng tôi một chút. Hồi nhỏ đi vô chùa tu, cũng hay gặp mấy ông sư huynh sư đệ để mà bàn chuyện này chuyện kia. Thì khi mà bàn đụng chuyện tới những chuyện gì mà mang tính chất là siêu hình, mang tính chất là cao siêu đó, thì có mấy ông sư huynh nói chuyện nghe nó trừu tượng quá, nghe không hiểu. Thì cả đám huynh đệ nói cái ông đó là ông triết lý gà. Không biết sau này chữ triết lý gà còn xài không, chứ ngày xưa xài dữ lắm. Và khi mà triết lý gà
thì dành cho những cái người mà nói chuyện không đâu ở đâu, không có tác dụng gì, không có hay ho gì, mà cũng không biết dở hay, mà đại khái là không đáng kể. Ông nói gì ông nói, nghe chơi rồi bỏ. Triết lý mà, dân triết học mà, dân lơ mơ, suy nghĩ chuyện trên trời, không suy nghĩ chuyện nồi cơm trưa nay. Và vì vậy chúng tôi có một cái đau khổ là ghét triết lý hồi nhỏ. Ghét của nào? Trời sao của đó, lớn đi dạy triết học, triết lý. Và khi mà ghét triết lý ở chỗ, xem triết lý không là cái gì. Và vô giá trị. Nhưng mà sau cái cục diện của thế giới, của chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai, xuất hiện một cái triết lý mới. Triết lý đó gọi là triết lý cộng sản. Và chia làm hai thế giới, khối tư bản, khối cộng sản, đảo lộn nguyên một cái trật tự từ một cái thế giới gọi là thế giới độc nhất nguyên sanh ra cái thế giới đa nguyên. Thì chúng ta mới giữ mình đó, té ra triết học nó có cái sức mạnh khủng khiếp như vậy. Thành ra những người học triết học coi chừng đừng có sử dụng cái sức mạnh khủng khiếp của triết học làm cho cái thế giới này nó bị ảnh hưởng. Và từ đó chúng ta nói phải đi coi triết học tại sao có sức mạnh khủng khiếp, làm thay đổi tận cái nền tảng của cái cục diện nhân loại, cục diện thế giới. Thì cái đó là cái nói chơi thôi. Má là một người trong những cái người đó. Chia làm hai thế giới. Thế giới này anh có nữa thôi. Hồi xưa trước anh hết tôi, nhưng mà khi mà tôi xuất hiện anh chỉ còn được nữa. Và bây giờ chúng ta nghiên cứu cái bài má với phần thông thường là phần dẫn nhập. Má gọi đủ là ca ma. Tôn giáo là sự áp bức. Cái câu chuyện của chúng ta là tôn giáo là sự áp bức. Đúng hay sai chuyện đó là, đối với triết học là không có quan trọng chuyện đúng hay sai. Triết học là anh cứ nói sao anh nói, miễn là anh đem đủ cái căn cứ, đủ cái lý luận, đủ cái cơ sở, anh binh vực cho cái đó. Mà hả ta, anh đưa ra những cái cơ sở, những cái lý luận mà đủ liều, đủ lượng mà lấn át được cơ sở của đối phương là coi như là ok rồi. Thành ra tôn giáo là sự áp bức, thì chuyện đó mình cũng không cần quan tâm đúng sai, mà quan tâm cái ông ta nói như vậy rồi ông ta nói sao nữa, để mà giữ vững cái quan điểm của mình, hoặc là không giữ vững thì tùy theo cái môi trường khoa học mà người ta tính. Một là mã là dẫn nhập thì thường thường là chỉ những cái thông tin sơ khởi ban đầu thôi. Trong cái phần dẫn nhập này chúng ta sẽ kể về câu chuyện của một sinh viên khi mà học ở một cái trường bên Tây phương thì gọi là trường college, bên mình không biết dùng cái chữ gì. Bên đó thì có college rồi có university. Bên mình thì có cao đẳng hay gì đó, mà chỉ cao đẳng nghe sao nó chổi lỗ tai quá. Thì trong cái trường này á, nó có một cái loa phường. Loa phường là dùng từ Việt Nam thôi, chữ Việt Nam thôi chứ không phải là chữ của Tây phương. Rồi là thì cái loa này nó có nhiệm vụ là thông báo những cái người được thi đậu, người cần phải thi lại. Các vị đừng có lo, không có thi lại môn này đâu. Nếu mà không, rồi thông báo những cái điều phát biểu của ông hiệu trưởng, thông báo những cái cơ học tuyển sinh, trong đó có thêm cái phần biểu diễn văn nghệ, rồi có phần những cái thông tin, rồi những cái phần những sinh hoạt ngoại khóa, những cái đủ thứ chuyện, có nhiều chuyện rất là hấp dẫn.
thì có cái lo như vậy. Và để cho nhiều người nghe được cái lo phường này, cái lo phường trong chữ nháy nháy nha, thì phải quảng cáo. Muốn quảng cáo á, thì cái nhóm sinh viên mà được đặt trách vận hành nội dung hình thức của cái lo phường này phải làm quảng cáo. Tại vì nó cũng là một giống như một cái cơ quan nhỏ, cơ quan truyền thông nhỏ vậy đó. Nó phải có khách để nghe, có thính giả, rồi có thu nhập, rồi có quảng cáo, rồi có nó tự động nó cũng quảng cáo được, vân đủ thứ chuyện. In một cái áo tiếng Tây phương là t-shirt đó, Việt Nam mình không biết gọi là cái áo quỷ quái gì. Áo thun ha. Việt Nam mình gọi là cái áo thun. À. Và trong áo thun á mới có cái logo. Cho cái áo thun vậy đi ha. À, có cổ, áo thun phải có cổ. Rồi áo thun phải có tay. Rồi phải có cái người đấy, đúng chưa? Tôi vẽ cái áo thun có đẹp không người ta? Đẹp phải không? Dưới này á để cái hình con người. Có tay là có cái lỗ mũi. Hai bên có hai cái lỗ mũi, cái miệng. Tới này có cái headphone, có đội cái đọc cái gì ha, đọc cái tai nghe để nghe cái lo phường. Mà bên kia họ không phải phát theo cái dạng lo phường thôi, mà họ còn phóng theo cái dạng là tín hiệu nữa, là radio đó, tín hiệu radio đó. Thành ra họ làm này. Đây, cái tình thế nó là như vậy. Bây giờ cái họ mới để phía trên là gì, phía trên họ mới nói cái tần số của loa phường, cái tên của loa phường. Thí dụ như đây là đội là đài phát thanh College tần số 14.38, thí dụ như trên đó đó thì tên này, tức là cái hiệu của cái đài phát thanh, cái tên của đài phát thanh, những cái thông tin người ta thấy đó người ta có thể sử dụng được. Dưới này người ta để dòng á thuốc phiện của quần chúng, đúng chưa? Để thuốc phiện của quần chúng, tức là hàm ý là nghe cái này ưa sai xưa đam mê, như là đam mê thuốc phiện. Thì sau khi mà thiết kế xong, in xong, nhà trường kêu quan soạn ra cấm không cho sử dụng. Đó là vào năm 1970. Thành ra vấn đề tự do ngôn luận á, nói thì cho cố, nhưng mà ngay cả cái xứ mà hai nói nhiều nhất Tây phương á, cô không làm cho hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra? Nếu mà các vị có đam mê triết học á, thì các vị sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Mác ông có một câu, ông Mác ông nói tôn giáo là thuốc á phiện của quần chúng. Người ta không có lấy gì của ông ta, lấy có chút xíu này thôi mà bỏ luôn cái chữ kia, ngầm hiểu là nghe radio của đài này là thuốc phiện, nhưng mà vẫn nhạy cảm. Ta gọi là nhạy cảm chính trị. Chuyện đó nói lên chuyện gì? Quan trọng không phải là câu chuyện, quan trọng là sau câu chuyện đó người ta thấy đằng sau câu chuyện đó là cái gì. Thì chúng tôi có thể nhận ra hai điều. Điều thứ nhất là cái này nó đã ăn sâu vào trong cái tâm hồn của những người Âu Châu rồi. Ghét chừng nào thì nó ăn sâu chừng đó. Thành ra đừng có sợ là người ta ghét mình nha. về phương diện nào đó, nhưng mà về phương diện đạo đức thì không nên. Ăn sâu vào trong tâm khảm của mọi người. Đó là cái ý tứ mà chúng ta có thể rút được. Cái đằng sau chúng ta rút được. Thứ hai là
cái mà đáng lẽ của mình không nên nói, tức là người ta vẫn có một mức độ thiếu tự do và kỳ thị trong cái chuyện mà đưa thông tin. Thì đó mình nói nghe chơi thôi, chứ nói nhiều quá cũng đụng chạm. Và sau bây giờ chúng ta đi tới cái công việc của Mark. Mark là một nhà triết học rất là không ưa tôn giáo, phải nói là như vậy. Tại vì lúc bây giờ nó cũng có lý do khách quan của nó, chứ không phải là tự động ta không ưa, là tôn giáo làm quá, giết người, đàn áp, cướp bóc. Cái nào mà làm nghịch lại tôn giáo là tôn giáo quăng lên giàn quả cho mày chết luôn. Chứ có lý do của nó. Và vì vậy mà trong cái nhìn của má là má rất là không thích tôn giáo. Tuy là không thích tôn giáo nhưng mà má không có công kích tôn giáo nhiều. Và má cũng không có, và cũng có cái lý do là đối với má thì tôn giáo không phải là cái đáng để công kích. Không công kích như là một chuyện nha, mà cái lý do là tôn giáo là cái không đáng kể, không đáng nói tới. Đối với má là như vậy. Vì vậy mà khi nghiên cứu về thái độ của Mark đối với tôn giáo, chúng ta gặp một cái trở ngại là thiếu tư liệu. Và phải theo dõi của Mark lâu lâu trong cái chuyện nói 1000 câu chuyện, trong một cái bài nói chuyện 1000 câu thì có 1-2 nửa câu á, tôn giáo, Mark nói tới tôn giáo. Mà hết chỗ này rồi có những cái câu chuyện khác, rồi có những bài nói chuyện khác, rồi có những cái tham luận khác, rồi có những cái đề dẫn khác, vân vân vân. Suốt cái cuộc đời của má là thỉnh thoảng, suốt cái bức tranh tổng thể tư tưởng của má thỉnh thoảng xuất hiện những cái điểm chấm rất là nhỏ để nói về tôn giáo. Vì vậy mà những nhà nghiên cứu họ phải đi tìm hết, đọc hết cái bộ tư bản luận của má, đọc hết những cái bài diễn thuyết của má, đọc hết những cái bài hiệu triệu của má, vân vân, để gom tất cả những cái đó lại để mà hình thành nên cái quan điểm triết học của má đối với tôn giáo. Chúng ta thấy công việc của những nhà tiền bối chúng ta nó khá là nặng nề. Còn chúng ta thì là người chỉ tiếp nhận rồi làm bài thi xong quăng. Chúng ta là nhẹ nhàng lắm. Tuy là cũng có cảm giác là mệt, nhưng mà sự thật cái mệt chúng ta là nó là cái mệt nhẹ nhàng phía sau thôi. Và một mặt má cho rằng tôn giáo không phải là cái để mà đối đầu trực tiếp. Một mặt là má cho rằng tôn giáo xây dựng trên một cái nền tảng không có vững chắc. Cái chuyện này có lẽ là tôi là má đã đọc cái ông David Hume, đúng chưa? Khi mà chúng ta đọc ông David Hume thì chúng ta biết rằng là tôn giáo được xây dựng trên một cái nền tảng rất là mỏng manh, rất là vẽ dở, rất là bất khả tính, rất là tợ. Nãy nói gì? Phi. Tợ thị nhi phi. Toàn bộ cái cấu trúc của tôn giáo nó mỏng manh vì nó mang một cái yếu tố hủy hoại tiềm ẩn là tợ thị nhi phi. Nên má không xem như là nền tảng tôn giáo. Chỉ cần đụng nhẹ một cái, những yếu tố khác đụng vào một cái là nó sụp đổ. Và khi mà má sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi đó, thì cái ngành mà má theo đuổi lại là cái ngành triết học. Và cái trào lưu triết học lúc bây giờ nó có một cái trào lưu gọi là trào lưu tuổi trẻ Hegel. Chúng ta đọc tạm đặt như vậy. Trào lưu tuổi trẻ Hegel. Này chúng ta đặt tạm vậy cho các vị hiểu thôi. Còn đi sâu vào thì nó không phải như vậy. Nó sẽ tương tự như vậy. Nó cũng tợ thị nhi phi đấy. Tuổi trẻ Hegel. Tại sao tuổi trẻ Hegel? Hegel là ai?
Hegel là tên của một triết gia. Tên ông ta là Hegel. Hegel. Hegel là đọc theo kiểu tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Anh của người ta là viết là như vậy nè. Mà người Anh họ đọc là Hegel, mình đọc là Hegel kệ mình. Nhưng mà mình đọc Hegel ông không quay đầu lại kệ là mình ráng chịu á. Tức là ông tên là Hegel. Và ông Hegel là triết gia đầu đàn. Ông dẫn dắt những cái triết gia khác ở Âu Châu trong cái thời đại đó. Và ông Hegel là ông chủ trương. Ông chủ trương là duy tâm, lý tưởng. Một mặt thì ông cho rằng cái thế giới này là thế giới xây dựng trên ý tưởng. Ý tưởng dẫn dắt thế giới. Ý tưởng là nguồn cội của thế giới. Cái iPhone xuất hiện là do ý tưởng. Con đường của xã hội phát triển là do ý tưởng. Mình đi đâu sau khi mà học xong là do ý tưởng. Tốt nghiệp đi đâu là do ý tưởng. Ý tưởng là cái căn bản, là sức mạnh dẫn dắt cái xã hội, dẫn dắt cái thế giới. Thì đó là cái triết học của Hegel. Chỉ nhiên nói một vài câu thì chưa thấm thía gì, nhưng mà mình không phải học Hegel nên chỉ nói vậy thôi. Khi mà là sinh viên thì ông má ông tham gia dòng Hegel, tham gia cái nhóm rồi trào lưu tuổi trẻ Hegel, sống với cái lý tưởng. Ai không thích sống với cái lý tưởng? Xem cái vật chất, cái ăn uống, cái cơ thể này là cái bỏ lại sau lưng, gọi là chịu nghèo mà thà đuôi gì nha, gì thân này mà đừng có quan tâm, quan tâm tới cái tâm hồn mình cơ. Mình mới là lý tưởng chứ. Sống là sống với cái tâm hồn, sống với những cái lý tưởng, sống với những cái ý tưởng, sống với những cái như gì á. Còn cái cơ thể, cái vật chất, cái nhà, cái cửa, cái phương tiện này là tạm bợ nào, là phải dẫm lên lưng của nó là mình đi, vân vân. Thì đó là cái nhóm trào lưu tuổi trẻ Hegel nó chủ trương vậy. Ông má trong thời là sinh viên, ông nói không phải. Cái chuyện mà các vị nói chúng tôi nói không phải là chuyện chúng tôi rất là dễ chấp nhận. Cái người mà dạy triết học rồi, người ta nói mình nói không phải là rất là dễ chấp nhận. Quan trọng sao cái không phải bạn nói đi, ông nói tiếp đi. Thì cái ông má này ông nói ông Hegel nói sai. Vật chất chính là nền tảng của mọi thứ. Bạn cao 1 thước 4 là bạn nói chuyện khác, mà bạn cao 1 thước 8 là bạn nói chuyện khác liền. Bạn cao 1 thước 7 là bạn đầy đủ tự tin, mà bạn cao 1 thước 2 là bạn ra ngoài đường bạn không dám nói chuyện với ai. Vật chất nó quyết định ý thức, nó dẫn dắt cuộc đời, nó xoay chuyển cục diện. Hồi tôi nghèo, bạn nhìn tôi có nửa mắt. Nhưng mà bây giờ tôi giàu có, xe tôi đi là xe xịn, chỗ tôi đứng là chỗ giữa công đường, bạn nhìn tôi khác. Bạn nhìn tôi là cái gì? Vật chất nó quyết định cái nhìn của bạn, vật chất nó quyết định cái thái độ của bạn, đúng chưa? Và ông Mark nói cái vật chất mới là cái dẫn dắt cuộc đời. Điều lạ, sinh viên cãi với ông đại triết học, cả một đám sinh viên các trường đại học của trong trường nó ồ ạt, nó theo các Mark, theo cái cách suy nghĩ của các Mark. Nó là một cuộc đại ly khai với cái trào lưu tuổi trẻ Hegel. Thì chúng ta thấy Mark ghê gớm ngay từ lúc còn là sinh viên, chứ không phải là ngay từ mà khi mà các vị cũng tuổi các vị đang ngồi học đường là các Mark đã có những suy nghĩ ghê gớm rồi. Thì đã tạo ra một cái gọi là một cuộc ly khai ồ ạ và thẳng thừng. Duy tâm chuyển qua duy vật là quá thẳng thừng, chứ đâu có phải là cải lương nửa này nửa kia đâu. Đó là chúng ta qua hết phần 1, gọi là phần dẫn nhập. Vậy chúng ta qua phần 2, chủ nghĩa duy vật của Marx và trọng tâm là xã hội. Chúng ta cứ học thoải mái, chừng nào hết giờ thôi, chứ không có phải hết bài đâu sợ. Rồi thôi dừng đây nha. Thể theo xã hội, đây là xã hội chủ nghĩa đó. Nguyên cái xã hội này yêu cầu thì chúng tôi theo xã hội chủ nghĩa là cũng chấp nhận. Chúng ta dừng ở đây, lần sau chúng ta học tiếp.
cái con đường của má sẽ đi tới đâu, về tới đâu. Và xin được một lần nữa chúc các vị học vui, học khỏe, thêm nhiều cái mở mang cái nhận thức của mình càng lúc càng rộng hơn, sâu sắc hơn và thấu đáo hơn. Xin được chúc sức khỏe, hồi hướng.